Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết tại tỉnh Lai Châu ngày hôm nay và vào ngày mai, các khu vực trong toàn tỉnh Lai Châu đa phần có mây thay đổi, trời không mưa, ngày nắng, trời rét, vùng núi cao rét đậm, rét hại, gió nhẹ. Nhiệt độ phổ biến từ khoảng 12 đến 24 độ, vùng núi cao từ 9 đến 16 độ và độ ẩm dao động từ 60 đến 98%. Cụ thể như sau, tại khu vực thành phố Lai Châu có nền nhiệt độ dao động trong khoảng từ 12 đến 19 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Khu vực huyện Mường Tè có nhiệt độ dao động trong khoảng từ 14 đến 24 độ và độ ẩm từ 60 đến 95%. Sìn Hồ là khu vực có nhiệt độ thấp nhất trong toàn tỉnh, tiếp tục dao động trong khoảng từ 9 đến 16 độ và độ ẩm từ 60 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Than Uyên, tại đây có nhiệt độ dao động trong khoảng từ 13 đến 20 độ và độ ẩm từ 60 đến 98%. Đến với khu vực của huyện Nậm Nhùn, tại đây có nhiệt độ dao động trong khoảng từ 14 đến 24 độ và độ ẩm từ 60 đến 95%. Khu vực huyện Tam Đường có nhiệt độ từ 13 đến 20 độ và độ ẩm từ 60 đến 98%. Tân Uyên cũng có nền nhiệt độ tương tự dao động trong khoảng từ 13 đến 20 độ và độ ẩm từ 60 đến 98%. Và cuối cùng là huyện biên giới Phong Thổ, tại đây có nhiệt độ từ 14 đến 24 độ và độ ẩm từ 60 đến 95%. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua tình hình dịch bệnh sốt rét trên địa bàn của huyện Mường Tè có diễn biến phức tạp. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế thì thời tiết ẩm như hiện nay là điều kiện thích hợp để muỗi vằn phát triển, cần đề phòng với bệnh sốt xuất huyết, nhất là ở những khu vực nhà bếp ẩm ướt, nhà cấp 4, nhà thấp tầng, muỗi sẽ thường nhiều hơn. Để phòng tránh bệnh thì quý vị và các bạn nên thường xuyên dọn dẹp vệ sinh nhà cửa và môi trường xung quanh nhà, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến, ngủ trong màn kể cả ban ngày, có thể dùng bình xịt diệt muỗi hoặc là kem xua muỗi. Trên đây là phần dự báo thời tiết và những lưu ý về sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những chương trình đặc sắc khác trên kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu.